Hôm nay mình sẽ chơi một trò chơi nhỏ. Mình sẽ up ba cái hình chụp chi tiết năm cái cục pin này cho anh em đoán thử coi pin nào pin giả, pin nào pin thiệt. Nói về pin giả thì nó vẫn xài được á, nhưng mà cái trải nghiệm của mình đối với nó không mấy vui vẻ. Tại vì chẳng thà làm cục pin pho như thế này luôn. Thì xài thí dụ một cục pin pho như vậy xài cỡ được 200-300 tấm. Còn pin zin thì xài có khi được 500 tấm. Đó, còn pin giả mình cứ tưởng nó là pin thiệt tại nó làm giống. Đó, cho nên tới cái lúc xài thì đột nhiên nó sập nguồn hoặc là nó hao pin quá thì thành ra không vui. Ok, chỉ anh em cách phân biệt luôn ha. Nếu mà đi mua pin thì cần một cục pin zin trước. Rồi vô hai cục thì sẽ biết liền luôn. Bên này nó hơi nhám pin zin nè, bên này nó trơn, cái chữ nó cũng khác nữa. Đây anh em coi, này kiểu như nó hơi tươi hơn chút. Cái này thì có một số cái nó bị mờ và nó in không đều hay sao đó, không biết nữa, mà pin giả thì nó lại sắc nét hơn đó. Pin zin của Fujifilm W126S, S là đời đời 2 second đó, thì nó sẽ là cái chấm màu cam. Đó, pin giả cũng giống vậy luôn nè. Pin W126S đời đầu thì nó sẽ là cái chấm vuông màu cam, còn cái này chấm tròn màu cam. Pin zin khi mà anh em mua mà pin mới luôn hoặc là như mới á thì rờ cái phần này nè, hai đầu nó sẽ hơi lõm vào trong. Đó, thì nhiều bạn thắc mắc, ủa sao cục pin này không biết pin zin hay pin form mà tự nhiên nó lõm vậy? Thì hãng thiết kế như vậy nó lõm, mình xài thời gian thì bắt đầu nó bằng ra, và nếu xài nhiều nữa thì nó sẽ hơi phù. Hiện tại mình xài á thì anh em Fuji chủ yếu là chụp sương sương thôi, không làm nghề nhiều, thì pin vẫn còn tốt, nó sẽ hơi lõm và nó ngang ngang thôi. Chứ hiện tại đúc pin W126S thì cục zin nó mình chưa thấy cục nào bị phù hết. Chất lượng của nó được cải thiện rất nhiều so với cục W126 đời đầu. Chụp được nhiều tấm lắm. Một buổi nếu mà chụp liên tục có khi được 500-600 tấm. Còn cục W126 đời đầu thì cỡ 350. Nếu mà nhìn vậy thì đúng là cũng khó phân biệt đúng không? Pin do Fujifilm Việt Nam chính hãng phân phối thì sẽ có thêm cái tem này, nên nếu có cái tem này thì cũng yên tâm phần nào, tem chống giả. Rồi chia sẻ với anh em chút xíu vậy thôi. Có một bài phân tích pin giả với pin zin luôn bằng tiếng Anh thì mình sẽ để link cho anh em tham khảo coi sao. Nói chung đi mua đồ cũ thì nên đề phòng. Nếu dắt được một người rành về máy hình, đặc biệt là về Fujifilm luôn thì tốt hơn. Ok, chúc anh em nhiều ánh đẹp.